Tiền điện 1 tháng bao nhiêu thì nên lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời? Nhiều anh em hỏi là nhà tôi bây giờ tiền điện 1 tháng 1 triệu này, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu hay thậm chí là 10 triệu một tháng thì có nên lắp đặt hệ thống điện mặt trời hay không? Trong video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em hệ thống điện năng lượng mặt trời này phù hợp với những gia đình nào sử dụng nhiều điện vào ban ngày, và đặc biệt là những cái gia đình nào mà từ điện tiền điện khoảng 1 triệu đồng, 800 ngàn đã có thể lắp được. Và cái như cái gia đình này thì sử dụng rất là ăn nấu quán ăn, nhà hàng nên có rất là nhiều cái tủ lạnh này, anh em thấy không? Đấy, ngoài ra các hệ thống điện dùng rất là nhiều, một tháng khoảng 2 đến 3 triệu nên người ta lắp đặt hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Ngoài việc giảm tiền điện thì nó có giúp cho nguồn điện ổn định hơn anh em nhá, không bao giờ bị mất điện lưới những cái lúc mà điện lực cúp điện nha.